JD. Good morning. Oh my goodness. What happened? Oh, you drawn yourself? Oh my goodness. Good morning, sweetheart. Sweetheart nhìn cái mặt đơn nè cô chú. Sweetheart, sweetheart. Cô chú coi chân cái sweetheart nè. Đó. Thương chưa? Sweetheart đang mơ vậy nè, sao lắm đó khuôn mặt của sweetheart lúc mới ngủ dậy đó cô chú. Chạy chạy, con có thương mẹ không? Con có thương mẹ không? Có không? Nói cô chú nghe coi con có thương mẹ không? Hả? Nói đi, nói cô chú nghe đi. Con có thương mẹ không? Trả lời lẹ lên. Sao mày hỏi bữa mày hỏi con trả lời đó. Con có thương mẹ không? Con gật đầu đi. Gật đầu đi, gật đầu có thương mẹ không? Đơ vậy. À, sáng sớm mua gì mà đơ vậy? Chân chân làm gì mà đơ vậy? Chân chân làm gì mà đơ vậy vậy? Đi kiếm bà nào? Đi kiếm nào không? Trời ơi, con nó đơ kìa. Cái mặt không? Trời ơi, cái mặt sáng sớm phun đơ dữ cha. Trời ơi, cái miệng chúa ke dữ cha. Nè, bây giờ con có hương mẹ không? Con có hương mẹ không? Chào. Đây nè em con nè, ôm em đi. Ôm em đi. Bên đây ba bà không? Ba bà nha. Ba bà nha. Ba bà nói tiêu rồi. Con có thương mẹ không? Mẹ. Mẹ hả? Thương mẹ để đâu? Thương mẹ để đâu? Hả? Thương mẹ để đâu? Thương mẹ để đâu? Trời ơi, con. Đây nè, đây nè. Con nói ba bà. Nói đi. Con nói ba bà. Ba bà. Ba bà. Nè. Cây à không à. Gớm. Gớm chết luôn. Rồi con có thương mẹ không? Có không? Có hả? Mắt kìa. Đông trí hả? Ba chọc con á hả? Mà bây giờ nè mày hỏi con nè. Con có thương ba không? Nè con có thương ba không? Con có thương ba không? Có không? Con có thương ba không? Hả? Chị có thương ba không? Có không? Suy nghĩ coi có thương không? Gật đầu đi. Coi gật đầu hay lắc đầu. Xạo quá trời xạo. Giờ dậy đi chơi nè, dậy đi ăn nè nha. Dậy mâm mâm nha. Mâm mâm không? Giờ đi ra bà cố nha. Không mà không ra cố hả? Ở đây với mẹ nha. Rồi mà ở đây với mẹ. Ở đây với mẹ với ba nha. Có ra cố không? Đi ra cố nha. Không mà không ra cố hả? Mẹ nhà với con nha. Mẹ nhà với con nha. Dạ đúng rồi. Giỏi lắm. Thôi giờ đi ra cố nha. Không mà. Ra cố cho ăn. Đi ăn với cố nha. Không à. Đồ nịp em đữ ta ơi. Nịp em đữ em mua nhà với mẹ đữ ta ơi. Ở nhà mẹ hả? Nha, mẹ nhà nha. Nha. Ở nhà nha. Rồi nay sống mũi cao cao lên chút rồi nè trời ơi. Nè. Cô chú coi sống mũi của người ta nè. Ai kêu người ta mũi xẹp. Trời ơi, người ta có cái súng mũi kìa. Cái kêu người ta mũi xẹp đó. Coi kìa, thấy chưa? Sợ chưa? Cô chú có sợ chưa? Đi ra đây cố. Đi ra. Đi không? Không hả? Ở đây với mẹ nha. Này sao cái này thấy có cái sái sái vô nè. Ra không? Như thánh giống vậy đây. Coi coi đầu tóc kìa, coi đầu tóc rối kìa. Sơ bơ sắc bướp. Coi coi ngồi kìa, trời ơi. Mặt rất là trời làm gì vậy? Rất là cái gì? Thần thái buổi sáng. Thần thái buổi sáng của chay nữa cô chú. Trời ơi, móc mũi nữa, cái gì vậy trời? Sao cái gì vậy trời? Sao móc mũi giống ai vậy trời? Nước mắt kìa. Baby wipe her tears. Trời ơi, có cái nào khóc rồi. Mặt khó chịu không? Cái mặt sáng sớm khó chịu chưa?
Chị ba khó chịu quá. Chị ba, sao chị ba khó chịu vậy chị ba? Trời ơi. Mấy cái mặt này là cô chú là ghi được nhiều cái gì đó. Cái mềm lắm nè. Cười. Đây từng sau chắc thứ ba từng sau các bà hai chuẩn bị bỏ đồ rồi cho nó vô cái luggage giùm con được các bà hai. Cái gì? Đồ con chay á. Sao? Thứ ba từng sau mình bỏ đồ vô cái thùng nhỏ cho nó được rồi. Bà so hai. We need a second thing of luggage? Yeah. Vô qua ly nhỏ để đi hả? Why don't you just have the one big bag, one small bag? What? You have the you put Jay your stuff is in the small one. Oh, yeah. Jane is a small one, huh? Yeah. So one for me and one for you. One for you and Jade and one for me. The small one for me and the... I don't know. Ai gì bài? Bà nói cũng như là con đi con đâu cần đem thuốc theo nhiều một. Đúng không? Đâu có đem theo cái nào đó, không có đem một cái nào á. Ờ, để mình lại đó mình mua hở. Vì Út đó, bên đó chuẩn bị hết rồi. Để xuống dữ vậy ta. Trời đất ơi, cháu của dì Út mà. Xuống dữ vậy ta. Dì Út nó mua cái gì đó, đậm đời đủ thứ hết. Trời ơi, đã thiệt. Đã thiệt ta ơi. Chị chỉ cần xách cái đít thì thôi. Sướng quá trời. Thì những cái đồ nào mà con đem theo cho em đó, con để ra ngoài giường. Mấy cái này sao con cắt thấy không hay là để ra cho con làm? Con cũng chưa biết nè, con cũng chưa biết để ra đi coi cái hứng con làm sao nữa. Để ra đến chừng giờ đó cái gấp rút nha. Cái giờ gấp rút. Bà thì cái gì bà cũng thích làm trước đó. Con làm trước 2 tuần rồi con nói. Dạ còn 2 tuần. Bé bà hai cũng lo đi kìa. Bà hai có mấy bộ rồi để chắc cực vô rồi thôi. Về mua đầu mua này mua kia để cũng bự. Đi đâu á? Trời ơi bây giờ dép để xuống dưới rồi đó cô chú. Rồi cái tối là đi rảnh là lại lấy dép mang vô. Thôi được không? Đó, đi lấy dép dài màu cam mang đi, mày thích dài màu cam quá à. Rồi lấy ghế ngồi mang vô. Đi đâu cũng mang dài màu cam á. Khỏi sợ lạc. Baby, can you charge the camera for me, the one on the table? Gotta use it tonight. For lunch. Cô chú coi nè, coi lại là mang dài. Mang dài đó. Mang dữ lắm dài. Bữa nay là chị chiếu anh. Mang nữa rồi, bà cố dặn đi. Bà cố dặn làm sao? Baby, can you bring GD iPad out here too, please? Cái này. Cái này qua bên đây. Cái này qua bên đây nè. Con nhìn cái này. Nè che. Wow. Cái này mình phải mang qua bên my đây. iPad. My iPad, not JD's iPad. JD didn't work hard to get to buy an iPad. Well, you gotta be so clear, huh? Very clear. JD. So can I say my money and your money? We're married. It's our money. Everything you make. We are family, so it's our iPad. But JD use it the most, so I call it yeah. JD's. Wow! Trời ơi! Dữ ta! Dữ vậy ta ơi! Đi lại coi iPad để ăn đi con kìa, rồi đi chơi ba, để lên. Baby, when is the charity? The Lincoln filter. I think it's October 15th. Oh, really? I thought it's this week or next week. Hi, JD. Đây, đừng tụt quần tôi nha. Ê, đừng. Đây nè, mẹ bồng, bà cố cầm giùm con, bà cố. Mẹ bồng nha, đừng có tụt quần mẹ. Đây, mẹ bồng. Ê, đây nè, mẹ bồng. Cô chú ơi, hôm nay là mẹ chạy bơi.
Mẹ tưởng trời mưa mà ai ngờ trời vẫn nắng. Không, mẹ miếng. Không, mẹ miếng cho con trước coi coi. Ô trời, thường mà ha. Ô trời, trời. Đúng không? Cái này cho cái này đi, cho cái này đi. Ôi thương, nhiệt tình lắm. Đó, trường bơi đã tới rồi. Rồi tới giờ bơi luôn rồi, đã vô là trễ. Ăn rồi lo cứ nướng. Hả? Nướng nướng cho khét luôn rồi giờ. Chưa chưa chảy, còn vài phút nữa mới tới. Mẹ với Chay là người rất là đúng giờ. Ừ, xuống đi, đi. Viết gì ba ơi, để cho Quynh viết, để Quynh viết. Đi con, đi con. Đi. Trời ơi, con bày đặt cái nhà, cái bạc bày đặt khép nép đi từ từ kìa. Con ớn không, vô thấy nhiều người quá khép nép đi từ từ. Rồi, con gái làm bộ nè. Trời ơi, con kìa, con không dám đi luôn rồi. Ừ, rất là cinema. Kìa, sợ hả, sợ hả? Mẹ bồng con nha. Đi đi, con đi lại đằng đó chơi đi, con đi đằng đó chơi đi. Đi đi con, đi, đi. Đi con. Rồi, nói chơi đi. Oh, Layla! Say excuse me! Layla! Oh, I'm gonna dance. Yeah. Đi không? Đi không? Đi không? Đi không? Mẹ miếng này đi. Mẹ miếng. No. What are we gonna do on the floor? Oh, you want Cheerios? Cheerios? Come on.
This. So she came in December. Camera rồi, đi vô nhà, đi vô nhà. Quẹo lửa đi vô nhà. Đi vô nhà đi. Thôi để chìa khóa đây chứ len keng hoài nghe ồn ào quá, nhức đầu quá. Đó đó, đừng có đụng cái tay vô nha, quẹt cái tay vô rồi. Lại mở cửa xe anh thôi, được không? Đưa mẹ chứ mày len keng quá, cô chú nhức đầu phải không? Cô chú coi này để giải trí chứ phải coi nhức đầu, đi vô. Vô. Đi kiếm ai? Biết sao không? Cô chú biết sao mà bây giờ chay mặt đồ trời cho nó nổi không? Ê, đứng lên mẹ nói cho cô chú nghe cái lý do mà bữa nay mặc đồ nổi. Đừng. Nó đi vô bà Xu chơi nó mới đi đó. Cô chú biết sao mà chay bữa nay mặc đồ nổi không? Nào ngay đi kiếm bà Na. Thì đó, phải mặc vô đồ cho nổi Na mới thấy mình chứ còn mặc chìm chìm mà Na đâu thấy. Không mấy người Na nó sáp vô người khác là mình mất Na liền. Đúng không chay? Mình không thể nào lạc mất bé Na được. Lạc là hát cái bài là cái gì đó. Lạc mất Na rồi từ đây Na hơi. Lạc mất Na rồi, lạc cả một đời chay. Một đời chay mãi đi tìm. Chay bà Su kìa chay. Bà Su kìa. Su kìa, Susan kìa. Say hi, Susan. She's so cute. She's so cute. Nó chạy ra đi, chạy ra, đó, chạy vào bà Su đi. Hello, you are adorable. Hi, how old are you? What's up? Two, yes. Hi, what's up? How are you? Hi. Oh, I can't. What's on your arm? I like your shoes. You got a tattoo? Yeah. She looks like she's been making her own tattoos, Mom. What color? Mm-hmm. She loves it. What color is that, JD? What color? Orange. That's pink. Where's pink? Show me pink. Pink's right here. Yeah. Oh! What color is that? Orange. Orange? Say orange. You are adorable. Remember Riley when she was that little? Oh my God, I just couldn't eat her up. You are so beautiful. What a sweet pea. Say thank you. Oh my gosh, we're gonna put this away. You are so cute. Is she your first one? Yes. Oh my God. She's following you. She's mimicking you, Susan. Oh, look
can have. Okay, so you guys gonna drink now? Oh, so precious. Yeah, how much? How much? Kisses. God, you are adorable. She's older than Declan, but oh my gosh, you and Declan would be good buds. I can see that. Oh, I have your boyfriend when you get about 18. Yay! Yay! Dog? Yeah. Oh, yeah. Doggy's in the house. Nó nói chó mà bạn nghe nó nói dog và cũng đúng luôn rồi. She likes the dog. She likes Twiggy. Twiggy. Bành thì dẹo đó. Thấy hàng xóm là ta nói dẹo, 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 dẹo từ người này tới người kia. Bà tám dữ lắm. Đi đâu á? Đi đâu trời? Hả? Trời, trời. Chơi dạo này, chơi dạo này là ưa kêu mama, mama. Kiếm mày. Con kêu đi Nana. Kêu Nana đi. Ai á, ai, ai, ai? Ai sủa? Con gì sủa? Con gì sủa? Con nói đi, hey, đi sủa, đi sủa, đi sủa, đi, đừng ngại ngùng. À. Gì vậy, ngứa hả? Ngứa hả? Ngứa bụng à? Có ngứa bụng không? Ngứa ngay cái eo đó hả? Trời, 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 coi, trời, đừng nó dán áo đi lên ngứa bụng như tôi đi à. Đừng có làm vậy con. Cái miệng dính gì vậy? Chùi miệng coi. Trời, kêu nó chùi miệng, nó vừa chạy nó vừa chùi kìa. Phong cách. Bà hai bà nói hả, đi ra đường khỏi cần giới thiệu. Đi ra đường là biết con của Ngọc liền à, khỏi giới thiệu. Giống gì mà nó giống dữ vậy không biết. Nghe nhạc một cái là nó nhìn, nó nghe nhạc một cái là nhìn Ngọc liền. Là bắt đầu tay chân nó quẩy quẩy quẩy, quẩy lên liền. Chó hả? Ôi ơi, chó đó hả? Con nói đi, chó. Đúng rồi. Còn ai đó? Ai đó lại? Con nói chay. Đây nè, chay, 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 chay. Con chó thở sao chay? Thở sao chay mày hả? Coi coi. Ê, đừng. No, 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 no. Đây nè, con chó thở sao? Chó thở sao? Chó thở sao? Đừng chạy con ơi, té. Wow, con nói con gì? Con nói con gì? Cha, con này dữ à. Con này là con nói đi, con chim. Gì? Gì bồng cho con đụng con chim hả? Đồng bồng cho con đụng chim hả? Đây đây, đây mẹ bồng đi, đây mẹ bồng. Từ từ mới bỏ cái camera xuống rồi mới bồng được chứ. Đây. Đây, rồi đụng chim đi. Đó. Chim này dữ à, con chim này chim người máy nè. Con chim này là con chim robot nè. Con nói đi robot. Nói đi. Chim này dữ ta, hai mắt lòi ra đầu kia nhìn nhìn thấy, thấy sợ không? Đừng con coi chừng đứt tay con. Đó con chim này con mắt màu gì đây? Con nói đi chim, con nói chim mắt lòi. Cái gì? Có chu quá hả? Quanh chu chi cho chai hả? Đúng rồi. Ừ. Con này nè, con này là bự hơn con bướm nè. Chim robot này mà nhảy là con sập hơn bướm nữa. Robot này chỉ còn đứng một chỗ thôi. Lắc lắc thôi. Chứ còn nhảy là chết á. Nhảy là xong đời luôn á. Cái gì đó, có gì chống không? Cái gì? Cái gì? Trời ơi, chị thấy chữ chị ngồi chị đánh dần đó, chị nói ABC. Trời ơi, chị ngồi đánh dần. Chay này rất có tinh thần ham học nè. TP DE W. Chữ nào nữa để cho mày đọc coi. Chữ gì? Chữ gì? Wow, một tinh thần ham học thật là khó diễn tả. Mấy bạn ếch bị hoa chen lấn rồi con ơi. Giờ chỉ có bướm có thể bay để đụng ếch thôi chứ còn con là con chịu thua rồi. Chỗ hai nó bye bye đó. Bye bye hả? Đâu bướm đâu? Bướm đâu? Bướm đâu? Chỉ mẹ coi bướm đâu. Con bướm xinh, con bướm đa tình đâu? Bướm đâu? Bướm đâu? Kìa kìa bướm kìa. Trời ơi con chen vô là hư hoa người ta luôn đó.
Nó ráng vô nó bắt bướm đấy. Sợ không? Sợ không? Sợ, sợ thì đi ra. Wow. Wow, con nói đi ếch. Thôi bỏ xuống, bỏ xuống, bỏ xuống. Yêu, bỏ xuống, bỏ xuống, bỏ xuống. Wow, cái gì mà wow? Yêu. Đó, đó. Thấy chưa, thấy chó nó giữ chưa, bỏ xuống kìa, ăn cắp đồ nhà nó dí kìa. Trời ơi, con chó này là bành thì vô duyên luôn á. Hai. Người ta đâu có làm gì nó đâu, mà không hề đụng chạm, không có nhiều chuyện luôn. Đi ngang qua đâu có nhìn nó đâu, đi ngang nó đâu nhìn, đâu có liếc gì nó đâu. Ra nó chửi rồi. Chó gì có duyên dễ sợ không? Chị đi. Đi về con. Về con, đi về con. Chó đang ganh tị với sắc đẹp của con đó. Rồi bye bye đi, đúng rồi đó. Chia tay sớm mất đau khổ đi. Mình đẹp là mình không có chơi với mấy người đó. Hiểu không? Mình đẹp là mình tìm bông mình chơi thôi. Đi đâu á? Where you going, JD?